Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên ngày 7 tháng 5 năm 2022 nha cả nhà mình nha. Hôm nay kênh Lan Đường Phú Tái với em tiếp tục lên một số chậu lan hàng thùng nha. Thì hôm nay em có chậu kiều tím miền Trung to khủng bố luôn rồi. Đó, chậu này chậu size 35-40 luôn, chậu bí đó. Đó, kiều thân dài nha cả nhà nha. Thân dài của nó 70-80 phân luôn. Đó, chúng giờ thằng dục một cái chậu kiều này. Đó. Rất là khủng khiếp luôn, rất là to luôn. Thằng tơ lên rất là nhiều luôn này. Rồi kiều tím miền Trung được mấy chậu nhỏ nhỏ đấy nha cả nhà nha. Tôi có một chậu cù lô minh này. Đó, một chậu cù lô minh hàng là đẹp, xếp đẹp luôn. Đó, rất là nhiều ngọn đây. Mấy cái này làm để bị cháy nắng này. Đó, nhưng mà đây thôi đâu. Đó, vậy đó. Còn những cây mít xếp đẹp nha. Tổng chắc tầm có 20 ngọn này cả nha. Rồi lên ít chậu sóc nha. Chậu sóc rồi hải yến. Rồi kiều dẹt nha. Kiều dẹt lên mấy chậu hàng thùng nha cả nhà nha. Rồi có một chậu kiều cam. Ba chậu kiều tím. À và đây có một chậu sơn tí tiên em mới sổ được hoa cái hồng đen này cả nhà này. Hồng nâu đen này. Đó, hoa phải nói là rất là đẹp luôn, cực kỳ thơm luôn. Đó. Đây là em mới sổ được nha. Bốn bồi hoa luôn, hoa thơm cực kỳ cả nha. Một cái chậu sân tiêu tiên của nó là quá đẹp luôn, xóa được cái mặt hoa hồng nâu đen này. Đó. Hoa nó là cực kỳ thơm luôn nha. Đó. Rồi em hôm nay có một cái trâu nữa cả nhà này, một cái trâu nguyên bản mấy em cắt từ rừng luôn, bao chúng được Bình Thuận nha, hàng nguyên bản này. Đó, được bốn lá này. Chầu lá rất là dày luôn, bề ngang khúc gỗ này hơn 20 phân, khúc gỗ rất là to, rất là nặng luôn. Đó, bao dính cả nhà hàng nguyên bản này, chắc nùi luôn nha. Đó, một cái chầu này bốn lá này. Đó, cái chầu này 3,5 này, em bao ship nha. Một cái chầu chuẩn rừng Bình Thuận nha cả nhà nha. Đó, bao chuẩn rừng Bình Thuận luôn. Rồi bây giờ em vô từng hình nha, vô hình số 1 này. Hình số 1 em để giá 250 thôi, em bao ship luôn nha. Đầu tiên này có một cái bản sóc này, ở đây mấy em đặn cái gỗ thấp, nói chung là cái này về cả nhà mình ghép lại nha. Đó. Một bản sóc hai cây này, hai cây phải nói là rất là to luôn. Đó. Một lát nó là hơn cái gang tay đâu. Cái này là bồi hoa này, nó có dài luôn này. Đó. Sóc trường Bình Thuận cái này coi này, nụ hoa rất là dài luôn. Bên đây có nụ nó mà bị gãy nữa đâu. Đó, đi cái bản sóc to này, hai ngọn nha, sóc rất là to luôn. Lá của nó là hơn 20 phần đó. Rồi thêm đây một bản cụ nữa này, cụ sóc luôn, gọi là cụ sóc luôn. Một cái bản này có ba ngọn mà nó tiếc ngọn này lỗi này, đang có hai vừa ho này. Đó, cây mẹ dưới đây cũng hai vừa ho này. Ui, ho nó dài kinh khủng luôn, cái sóc mẹ cái sóc cụ luôn nha. Đó, một mẹ hai con mà cái con thì con cây nó bị lỗi ngọn rồi, nó rớt ngọn rồi. Ui, cây mẹ này, cái lá của cây mẹ này nó dài 30 phân luôn, một bè nó vừa ho này cả nha. Vùi hoa cây mẹ này, vùi hoa là dài chắc phải 40 phân á. Nó cái này đang bốn vùi hoa nha, về cả nhà mình ngắm hoa nha. Một vùi này, hai vùi này, ba vùi này, bốn vùi. Cái bản này hai vùi nữa, hai vùi này sáu vùi. Có một vùi nữa bị gãy đâu. Bản này nhìn thấy nó ba vùi hoa nhưng mà gãy hết vùi, còn nữa. Hai bản sóc khủng như thế này, to đùng như thế này. Đó, cái dòng sóc thì cái lá nó vận chuyển về nó cũng rất là dễ bị gãy nha cả nhà nha. Đó, nhưng mà đây đó, con lá này bị trễ đây đó. Hai cái cây sóc cụ này, hai dây sóc cụ này, rồi con cây sóc rời nhỏ cũng đang có nụ luôn, bỏ vô luôn về cả nhà ghép chung luôn. Rồi tặng nha, một cây tam bao sắc đang có nụ luôn này, tam bao sắc hoa vàng nha. Rồi vô đóng luôn, giá 250 nha cho hai cái bản sóc cụ như thế này nha. Sóc này gọi là sóc cụ luôn cả nha, 250 bao ship nha. Đó. Rồi qua số 1, qua số 2. Số 2 có hải yến này. Để giá 140 bao ship nha. Có một bạn hải yến nguyên bản này, chắc nụi luôn. Có 3 ngọn trên thân luôn, 1 ngọn, 2 ngọn và 3 ngọn. Đó, về cả nhà mình bỏ vô cái chậu đứng như thế này. Một thế này trắng ba như thế này. Đây là một bạn hải yến này. Hàng xếp đẹp nha. Chiều đầu số hoa ra 3-4 mùi hoa luôn cả nha. Đó, số hết hoa này. Mùa này hải yến hoa nó rất đẹp đó nha, thơm cực kỳ, nói chung hải yến là thơm, bao thơm luôn. Rồi đây một bản hai ngọn xếp nữa này.
Đó, rồi giờ cả nhà mình ghép vô một chậu, giá 140 bao ship nha. Hình số 2. Hình số 3 giá cũng 140 bao ship luôn này. Cây con khúc hải yến nguyên bản này, vừa đầu con số hoa ở đâu cả nhà, hai vừa hoa luôn. Cái này một góc nó là hai ngọn này. Đó, hàng xếp to đẹp. Nguyên bản chắc nụi luôn nha. Đó, giờ cả nhà mình đặt cho chậu đứng như thế này, hai ngọn luôn này. Đó. Rồi thêm đây một bản nữa, cũng hai ngọn nữa này. Đó, cũng nguyên bản chắc nụi luôn nha. Giờ cả nhà hai bản này giờ cả nhà mình vô một chậu to đùng luôn. Giá chỉ có 140 bao ship luôn, một đống luôn hải yến luôn. Hình số 3. Hình số 4 thì có cũng một bản hải yến này, để giá 150 bao ship nha. Có cam cù trái tim đây luôn đó nha. Đây là một bản này, ngoài nguyên bản chắc nụi. Một cây ship rất là đẹp luôn. Cây này ship luôn. Hai nụ hoa này, đó hai cái này đang còn nụ này. Và bên đây cũng một cây nữa này. Cũng xếp được còn đang có nụ này. Thì riêng cái góc này hai anh em song sinh nha. Lên cây rất là đẹp luôn, xếp đẹp luôn. Đó có cam cù dính đây luôn. Rồi bản này giá 150 bao ship. Đang còn ba vòi nụ, giờ cả nhà mình ngắm hoa. Hình số 4. Hình số 5 thì để giá 130 bao ship này, cũng hải yến nha. Đầu tiên có một bản này, ba ngọn này. Đó, hàng nguyên bản chắc lượng nha. Và đây một cây nữa này. Cây này thì hết hoa đâu, xếp nữa này. Là hai này. Và đây một bản xếp nữa này. Đó, xếp để quạt rất đẹp luôn. Đó, là ba bản này. Cây to đẹp nha. Và đây một bản nữa này. Ủa, cũng xếp thân dừa này, lá dày lá to này. Bản này đặc biệt hai vòi nụ này, còn cả hai nụ này. Vòi hoa năm ngoái của nó này. Đó, rất là dài luôn. Đậu trái luôn. Còn đây dưới đây hai nụ này. Đó, hai nụ hai bên cả nha. Xếp đẹp luôn nha. Cây thân dừa nha. Rồi bốn bản này giá 130 ship luôn. Đó, hình số 5. Qua hình số 6 thì có sóc nha cả nhà nha. À, hình số 6 với bản trâu này. Đây công khúc nguyên bản trâu rừng Bình Thuận, bao trúng rừng Bình Thuận nha. Đó. Một cây trâu bốn. Một lá nó 20 phần đó nha. Khúc nguyên bản chắc nụ luôn nha. Đây này, bán nguyên bản chắc nụ mà về ra nhà mình qua chậu. Đó, bao trúng rừng Bình Thuận cho cả nhà mình luôn. 350 cho cái cây trâu nguyên bản này. Rất đẹp luôn. Hình số 6. Qua hình số 7 em có bản sóc này. Đó, một bản sóc này. Rất là nhiều ngọn luôn, chi chít ngọn luôn. Tiếp lên khúc gỗ nha. Ôi trời, tầm cỡ mười mấy 20 ngọn này cả nha. Chi chít luôn nha. Đó. Rồi giá 180 bao ship. Đó, cây này sóc này thì cũng cây cũng vừa vừa nhỏ nhỏ cả nhà nha. Đó, em bỏ qua coi cho cả nhà coi so sánh với cây sóc cụ này. Đó, cây sóc này chả bá luôn, những cây này nhỏ này. Đó, hai cây sóc này to lắm nha cả nhà nha. Hiện ngoài to lắm, có 5-6 vòi hoa về cả nhà mình ngắm hoa là cũng đã luôn. Rồi bản sóc này giá 180 bao ship nha, hàng thùng gỗ nha. Hình số 7. Rồi qua số 8 có chậu sóc này, để giá 150 bao ship này. Hình số 8 nha, có ba một chậu ba cây sóc xếp đẹp này. Đó, ba cây sóc xếp đẹp luôn. Rồi chậu này giá 150 bao ship. Hình số 8. Hình số 9 thì đây, nguyên một chậu đây. Giá 140 bao ship luôn này. Hình số 9 có nguyên một chậu sóc nha. Bao sóc chúng hàng rừng Bình Thuận nha cả nhà nha. Đó, một chậu rất nhiều cây luôn. 6-7 cây dựng này luôn. Đó, nguyên chậu luôn, giá 140 bao ship. Hình số 9. Hình số 10 cũng có chậu sóc này, để giá 120 bao ship luôn này. Đó, cũng có một chậu sóc này. Đó, 5-6 cây luôn này. Đó, nguyên một chậu như thế này. Về hàng thùng sẵn đâu, ổn định hết đâu, cây khỏe đâu. Về cái nhà mình bị chăm thôi, không sợ nó bị hư hao gì nữa. Rồi, số 10 giá 120 bao ship cho một chậu sóc này. Rồi qua 11 cũng có một chậu hoàng nhãn nha, hoàng nhãn tháng 4 nha cả nhà nha. Đó, đây là một giò một chậu hoàng nhãn tháng 4, có 5 cây. Cái này thì lá cái ngọn này gì rồi nó bị ấy cắt rồi nha, cắt lá ngọn thôi, cắt cái đầu chớp đầu thôi. Đó, 5 cây nhãn đẹp như thế này. Giá 250 cho cái chậu này bao ship luôn nha, một chậu hoàng nhãn. Hoàng nhãn tháng 4 nha cả nhà nha. Đó. Hình số 11. Qua 12 thì có chậu kiều cam này. Đó, kiều cam hàng vùng Kon Tum Gia Lai nha. Đây một chậu kiều cam này. Đó, hàng thuần rất là lâu năm rồi nha cả nhà nha. Nói chung là một chậu như thế này giá 180 bao ship. Kiều cam hình số 12. Qua số 13 thì em có kiều dẹt nha cả nhà nha, kiều dẹt hàng thùng chậu nha. Đó, kiều dẹt thì cả nhà mình biết rồi, giá trị cũng rất là cao. Hàng thì dòng này thì cũng hơi khó thùng. Đó, nhiều cô chú anh chị mua hàng rồi về ghép không thùng, nhiều lúc thùng không được.
ở nó hao cây nó chết cây đó, em thùng thì mầm tơ lên rất là khỏe luôn này, hai bông này đó, sẽ thì nó bám hết chậu đi nha, nó một chậu kiều diệt nha, đây là kiều diệt này đó. Rồi chậu này để giá 180 nha, em bao ship cho một chậu kiều diệt như thế này, giá hình số 13 giá 180 em bao ship đó. Nào cái này hàng rời hàng về, một về này cũng gần 180 rồi nha. Rồi qua số 14, chậu này để giá 230 này, em bao ship luôn, cũng một chậu kiều diệt này đó, đang hai ba mầm tơ luôn, nó lên rất là đẹp luôn đó, mầm tơ này đang lên này, rất là khỏe, rất đẹp luôn này đó. Hàng thùng rẻ là hết chậu luôn nha cả nhà nha. Đó, một chậu kiều diệt như thế này, giá 230 bao ship nha. Đó, kiều diệt 230 bao ship hình số 14. Qua số 15 thì cũng một chậu kiều diệt này, chậu này nhiều thân hơn này. Đó, mầm tơ cũng chi chít luôn, 280 bao ship cho cái chậu kiều diệt này. Đó. Đây này, kiều diệt này nha. Đó, mầm tơ lên này, rất là đẹp, rất là khỏe luôn. Hai ba mầm tơ lên luôn này. Đó. Chậu này thì giá 280 nha, em bao ship nha, một chậu kiều diệt nha, hình số 15. Rồi qua số 16 thì kiều tím miền Trung nha cả nhà nha. Đây, một chậu kiều tím miền Trung để giá 250 em bao ship, một chậu kiều tím thùng vô cái chậu gỗ cam xe. Đó, chậu bí phải 20, rất là đẹp luôn. Rễ này, cả nhà mình thấy rễ chứ, bám hết chậu rồi, thùng rất là ổn định, mầm tơ này, hai cái mầm tơ đang lên này. Đó. Rất là đẹp luôn nha, một chậu kiều tím miền Trung. Hàng thùng chậu. Giá 250 em bao ship, hình số 16. 17 thì hình này giá 300 này. Cũng một chậu luôn này. 300 em bao ship nha, cũng một chậu, thùng vô chậu gỗ cam xe này, rất đẹp luôn, rất nhỏ gọn luôn. Đó, một chậu này giá 300. Nhìn rất đẹp luôn nha. Trẻ thì nó bám hết chậu rồi cả nhà này. Đó, hàng thùng rất là khỏe rồi, về cả nhà mình treo lên thôi. Tết thì có thể kích hoa để ngắm hoa chơi Tết nha. Chậu này 300 nha, em bao ship nha. Đó, chậu gỗ không đã 6-70 ngàn rồi. Đó, rồi hình số 17, 300 em bao ship, chậu kiều tím miền Trung. Rồi qua số 18 thì chậu này 350 này, 350 em bao ship, chậu này thì đẹp nữa này cả nhà. Rồi một chậu bí này cũng 20 này, rễ nó bám hết đường quanh chậu này, thân lá thì rất là xanh luôn, toàn bộ hàng thân lá rất đẹp luôn. Đó, một chậu kiều tím miền Trung. Ừ, thùng này vô một cái chậu rất là đẹp luôn. Đó, ghép cái chậu kiều rất là cân cả nhà nha, tả ra bốn hướng đều đẹp hết. Rồi chậu này thì giờ cái nhà chỉ móc lên thôi, treo lên thôi, tưới nước. Đó, nhìn rất là đẹp luôn, 300 em bao ship cho hình số 18 này, kiều tím miền Trung, thân ngắn nha, rất đẹp luôn. Rồi qua số 19 thì đây nguyên một khúc, một cái giớn kiều tím miền Trung luôn, ghép cho một cái giớn nha, à là luôn. Ô trời ơi, nhìn phê chưa, cũng một nguyên một khúc lỗ kiều tím miền Trung này, ghép cho khúc giớn tròn này. Đó, khúc giớn này chiều cao nó tầm cỡ hơn 40 phân, thì tính từ đầu ngọn là xuống như này thì 70-80 phân luôn nha, cái kiều đó. Đây này, ghép kiều xung quanh hết luôn, rễ nó ra là cả nhà này, nó bám hết khúc giớn rồi nha, chắc nụi hết rồi nha, hàng thùng lâu năm nha. Về cái này Tết cả nhà mình treo lên, kích hoa thì ngắm hoa đã luôn. Rồi đầu cái này tính hàng ký không, chắc tầm cứ gần 3 ký rồi con nha, mà em bán giá chỉ có 1 triệu, em bao ship luôn đó, để đứng luôn, được chưa, quay tròn hết cho cả nhà xem, kiều tím miền Trung nha cả nhà nha. Đó, thằng tơ thì lên chi chít này luôn nè, thằng tơ lên này, rất là nhiều thằng tơ lên luôn. Rồi khúc này giá 1 triệu này, em bao ship nha, hình số 19 nha, kiều tím miền Trung nha. Đó, rồi qua số 20 cái chậu khổng lồ cả nha. Ôi trời, cái chậu này thì không gian cả nhà mình ta to tí, thật giờ treo lên bó lại tí cho nên nhỏ nhỏ lại bớt chứ. Cái bề ngang nó là hơn 1.2 rồi, từ cái đầu lá bên này qua cái đầu lá bên này đó, hai viên gạch và tròn hết luôn. Thân thì thân tơ lên rất là mập, rất khỏe luôn, đâm từ dưới đâm lên luôn đó, mầm tơ giờ cũng đang bắn u nào u nặng luôn này, rất là nhiều này, có cây gì cây luôn không biết luôn. Rồi chậu này thì giá 1.700.000 nha,
nó tầm có 20 mấy 30 thân gì đó, thân to to không nha, biết em đó là em đếm thân lá không nha cả nhà nha. Này mầm tơ lên này, đây này thân này. Ui, cái mầm tơ lên rất là khỏe luôn, chậu này vô cái chậu bí phi 35-40 luôn, nó đùng luôn, rẻ này, coi như cái nhà rẻ này, nó quy một chậu như thế này rất là khủng khiếp luôn. Ừ, thân lên này. Rồi chậu này thì giá 1.700.000 em bao ship nha. Về cái nhà mình cái này mà Tết mà kích hoa nó một phát tà la là hết luôn. To đúng luôn. Giá 1.700.000 cho cái chậu này em bao ship nha. Chậu kiều tím miền Trung nha. To đúng luôn đó nha. Nhìn cái to khủng khiếp luôn. Đó, cái giò kia 1.000.000 mà nhìn cái bên chút xíu giò này thấy khủng khiếp chưa? Rồi, đó là hình số 20. 1.700.000 bao ship cho một nguyên một cái chậu kia tím miền Trung luôn. Đây một chậu gỗ cơm xe này. Chậu bí nha. Rồi qua hình số 21 có một chậu cù Long Minh này. Để giá 1.800.000 nha, em bao ship luôn nha. Đây này, toàn là những cây mít đẹp luôn, nguyên một chùm luôn này, nó mọc chi chít ngọn luôn. Chắc tầm 20 ngọn trở lên. Đây, những cây mít xếp đẹp chưa? Này. Đó, những cây mít xếp đẹp chưa? Này. Nhiều lắm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 trên 20 ngọn cả nha. Mấy ngọn nhỏ này em tính đi. Nói chung chắc có nhiều ngọn nhỏ ở đây mà em không có thể tính được. Nó nằm trên chiếc đó. Nói chung là 20 ngọn. Giá chỉ có 1.800.000 em bao ship luôn. Nha, đây một giò Cù Lao Minh nè. Đó. Ghép dùng khúc lúa, cái khúc của gỗ này là ngày xưa nó là nguyên bản luôn cả nhà, nó nguyên bản anh em chặt luôn này, nó vậy là ở khúc gỗ này, này. Chi chít đầu này luôn. Rồi giờ Cù Lao Minh 1.800.000 em bao ship, hình số 21 nha. Rồi hôm nay em lên được 21 hình, cả nhà mình chưa thăm được hình nào thì cứ alo cho em nha. Mấy cái này em nói trước giờ Cù Lao Minh cái này nó bị nám nắng, bây giờ nó khô rồi nha cả nhà nha, nó bớt rồi. Hôm trước lưới em bị trách này, đó là cháy mấy cái lá thôi. Còn mấy cái gì làm sao đó, 1.800.000 cho cái giò này em bao ship nha, hình 21. Ở đây quay lại cái giò sơn tí tiên cho cả nhà mình ngắm lại cái mặt hoa nó tí. Ui, đẹp thơm cực kỳ cả nha, đẹp chưa, quá là đẹp luôn. Mùi thơm thì phải nói là rất là thơm luôn, thơm với mùi mật ong cả nhà đó. Ui, hoa rực rỡ chưa. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ, em chào tất cả mọi người ạ.